ông Gioan tẩy giả bị trảm quyết. Marco chương 6 từ câu 17 đến câu 29. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu phũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan tẩy giả. Lập tức cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan tẩy giả, đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ sinh nhật của Thánh Gioan tẩy giả. Trong ngày lễ sinh nhật, chúng ta lại nghe câu chuyện Thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết. Chúng ta tự hỏi, điều gì đã đưa đến cái chết cho ông Gioan tẩy giả, một vị ngôn sứ tự đạo? Chúng ta cùng điểm qua những khuôn mặt và lối hành xử của những kẻ liên quan đưa đến cái chết của ông. Thứ nhất là khuôn mặt của Herode. Rượu đã làm cho ông say và đưa ông đến một quyết định điên cuồng là hãm hại người công chính. Trước đó, ông là một người biết phân định tốt xấu thiện ác. Ông biết Gioan là người công chính và muốn nghe lời giảng dạy của vị ngôn sứ này. Gioan ngăn cản cuộc hôn nhân bất chính của ông. Ông không thích điều ấy và bắt giam ông Gioan. Nhưng Herode vẫn còn phân vân giữa thiện và ác, xấu và tốt, chứng tỏ ông là người còn có lương tri. Nhưng do rượu, do gái và quyền đã làm cho ông đánh mất lương tri. Ông có thể khước từ lời xin mang rợ của con gái bà Herodia, nhưng ông sợ mất danh dự vì ông đã nô lệ hóa quyền lực. Thứ hai là khuôn mặt của bà Herodia. Bà là một phụ nữ nham hiểm và ác độc. Bà có nhan sắc và điều này đã làm cho nhà vua Sime muốn cướp bà khỏi tay của anh mình. Và chính bà cũng thỏa hiệp với cuộc hôn nhân tội lỗi này. Bằng chứng là bà đã căm thù ông Gioan vì Gioan đã lên án hành vi thỏa hiệp của bà. Bà còn là một mụ đàn bà ác độc vì trong lòng luôn mang mối hận thù và luôn tìm cách muốn giết ông Gioan. Nhưng bà không có quyền làm điều này và bà đã mượn tay người khác để hành xử. Thứ ba, đó là khuôn mặt của con gái bà Herodia. Đó là một sự ngây thơ đáng tội. Cô bé này có nhiều thứ mà một cô gái đáng mơ ước. Cô ta có tài, có tuổi trẻ, có sắc đẹp. Chỉ bằng một điều vụ đã làm mê hoặc nhà vua và các khách dự tiệc là điều hiếm có trong thiên hạ nơi một cô gái. Cô xứng đáng được nhà vua ban thưởng vì tài năng đó.
nhưng cô lại không biết mình cần xin điều gì, đến nỗi phải xin ý kiến của mẹ. Đó là một sự ngây thơ. Nhưng khi mẹ cô yêu cầu cái đầu của ông Giang tại giả, lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin: con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu của ông Giang tại giả đặt trên mâm. Thì đó là một sự ngây thơ đáng tội. Ngây thơ đáng tội vì đã dửng dưng trước điều ác, vô cảm trước sự dữ và làm ngơ trước việc xấu. Chúng ta điểm qua ba khuôn mặt với ba cách hành sự như thế đã đưa đến cái chết của vị ngôn sứ. Hôm nay, các ngôn sứ của thời đại vẫn đang bị người ta giết chết. Có thể sẽ không còn những nhân vật như Herode, Herodia và con gái của bà, nhưng vẫn có những nhân vật khác mang dáng dấp của những lối sống trên, vì rượu, vì gái, vì quyền, vì thỏa hiệp, vì nham hiểm và ác độc, vì ngây thơ có tội. Và biết đâu, nơi khuôn mặt của mỗi người chúng ta cũng lấp ló cách hành sự ấy, để rồi đưa đến cái chết cho người cùng chính.